Hôm nay sẽ chia sẻ anh chị mình căn nhà một trệt một lầu gần với Vincom Dĩ An quý anh chị ha. Đấy, nhà này qua sử dụng rồi anh chị nha, nên giá rất là tốt ha. Căn này 64m, giá chỉ có 3,2 tỷ thôi, giá này rất là tốt anh chị ha. Anh chị nào đang tìm nhà gần Vincom Dĩ An, gần ngã ba Đông Tân, gần với chung cư Thạnh Tân. Đây, kế bên chung cư Thạnh Tân luôn này quý anh chị. Cổng sau của khu chung cư Thạnh Tân ha. Đó, thì hãy liên hệ cho em, căn này rẻ nha quý anh chị nha. 64m. Đường rộng, đường khu dân cư 12m ha, tính cả vỉa hè luôn á. Khu dân cư khu này một trệt một lầu hết, đẹp lắm. Căn này 3,2 tỷ là giá rẻ quý anh chị nha. Giá này là bán nhanh á. Thì nếu anh chị nào mà mình quan tâm khu này thì mình hãy tranh thủ mình đi xem sớm hơn một xíu anh chị ha. Ở nhà một trệt một tầng lầu anh chị, nằm trong khu dân cư, khu này gần Vincom Dĩ An, gần chung cư Thạnh Tân, gần ngã ba Đông Tân, gần đường Nguyễn Thị Minh Khai, gần đường DT743C quý anh chị ha. Đấy. Căn này hướng chính đông và có check bắc một xíu, check bắc một xíu anh chị nha, check sang bắc một xíu ha. Một trệt một tầng lầu, có vỉa hè 2,5m ha, có sân xe máy. Căn này sân xe máy anh chị nha. Còn nếu mình để ô tô thì mình ở phía ngoài. Ở đây thì đa số người ta để ở phía ngoài ha. Còn không mình để ở trong đây vẫn được này. Để trong đây thì mình phải để cả khu xe máy và cả phòng khách ha. Ở sân xe máy này mình để tầm 3-4 chiếc. Ok quý anh chị ha. Căn này nhà qua sử dụng anh chị nha. Nhà qua sử dụng nha. Căn này nói chung vẫn đang còn mới. Căn này về mình ở được luôn anh chị nha. Cũng không cần phải tân trang lại nữa đâu, tại vì nhà về cơ bản nó vẫn đang còn rất là mới đây quý anh chị thấy không ạ? Đấy, phòng khách nhà mình đây. Căn này chính đông, rất là mát, nó chỉ check bắc một xíu thôi, về cơ bản nó là chính đông nên là rất là hợp với anh chị nào mà đông tứ trạch ha. Đấy. Khu vực phòng khách nhà mình ngang 4, dài 16, tổng là 64m, thổ cư 60m. Có 2 phòng ngủ, có 1 phòng thờ, có 2 nhà vệ sinh, có 1 phòng khách, 1 sân xe máy, có 1 khu vực bếp. Đấy. Khu vực bếp của nhà mình đây. Bếp cũng tương đối rộng ha. Còn ở phía sau này là khu vực nhà vệ sinh ở phía sau ha. Nên nhà vệ sinh ở tầng trệt. Ở bên em chuyên tất cả các bất động sản đất nền nhà phố tại thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh. Nên là anh chị mình có nhu cầu bất động sản như thế nào thì hãy liên hệ cho bên em sẽ hỗ trợ quý chị mình tìm các sản phẩm phù hợp. Còn trong video ngày hôm nay em Hải đang ghi hình cho quý anh chị mình ở một căn nhà ở gần với Vincom Dĩ An, gần ngã tư 550. Căn này mình mua ở rất là đẹp, hoặc không thì mình mua cho thuê cũng rất là tốt nha quý chị nha, giá tốt nha. 64m một trệt một lầu, giá 3,2 tỷ, giá này là giá tốt anh chị ạ. Đấy. Gần với ngã ba Đông Tân, gần đường DT743C, gần với đường Nguyễn Thị Minh Khai, mà khúc gần DT743C với Nguyễn Thị Minh Khai đúng không quý anh chị ha. Rồi trên lầu 1 nhà mình đây. Lầu 1 sẽ có 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh và 1 phòng thờ. Đấy. Phòng ngủ phía sau, phòng ngủ số 1. Nhà này nhà cũ nha quý anh chị nha, nhà đã qua sử dụng nha. Nhưng mà vẫn đang còn mới. Nếu anh chị mình muốn sơn sửa lại cho nó mới hẳn nữa thì vẫn còn rất là đẹp ha. Còn ở đây thì chưa mới dọn vệ sinh nên nó nhìn nó vậy thôi ha. Đấy, nó có bụi. Sau này là nhà vệ sinh. Đây là nhà mình có 2 nhà vệ sinh, ở dưới một cái và ở trên một cái ha. 2 vệ sinh, 2 phòng ngủ, phòng thờ riêng, sân xe máy, phòng khách, nhà ăn. Nằm trong khu dân cư đẹp ha, gần chung cư Thạnh Tân. Đây, phòng ngủ số 2 đây. Căn này 3,2 tỷ, em xin nhắc lại một xíu nữa. Sổ hồng riêng, có hỗ trợ ngân hàng, công chứng được luôn. Nếu anh chị nào yêu thích căn nhà này thì hãy liên hệ với em Hải ha. Đây phòng thờ nha quý chị nha, phòng thờ tương đối rộng nha. Ở trước đây có cái ban công. Ban công nhà mình đây. Trong đây một trệt một lầu hết nha anh chị. Đó, đều như nhau, nhìn nó cũng rất là đẹp ha.
Rồi xin chào quý anh chị mình, hẹn gặp lại quý anh chị trong các video mới, những video tiếp theo của em Hải ha. Em xin chào.